Jimmy kính chào quý khán giả của The Jimmy TV và mời quý vị cùng đến với chương trình Bước Chân Dị Vãng của chúng tôi tuần này. Kính thưa quý vị, trong chương trình lần này, Jimmy xin đưa quý vị trở về với một dị vãng thật đẹp của thời Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đó có những tiếng hát, có những người đẹp đã tạo nên cho Sài Gòn mỹ danh là Hoàng Ngọc Viễn Đông. Chắc quý vị vẫn chưa quên những tiếng hát của Sài Gòn thời đó như là nữ danh ca Trúc Mai, rồi cô Thanh Thúy, cô Kim Chi hay là cô Lệ Thu vân vân. Hôm nay mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón lần xuất hiện rất đặc biệt của nữ danh ca Trúc Mai. Chào cô. Chào Jimmy. Dạ. Chào cô, chào khán thính giả của Jimmy mà bốn phương. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, gia đình an vui. Rồi Trúc Mai hôm nay được hội ngộ với lại Jimmy. Kỳ trước có một đoạn chưa xong phải không? Dạ đúng ạ. Bữa nay mình tiếp tục cái đoạn thứ nhì để cho nó xong. Dạ vâng. Thưa cô, khán giả phải nói là rất là thương mến cô, nhất là những bài hát mà ngày xưa cô đã thâu đó, như bài Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân nè, hay là những ca khúc về lính chẳng hạn. Thì hôm nay cô cháu mình cũng sẽ tiếp tục nói về những ca khúc đó. Nhưng mà đầu tiên con xin được phép hỏi là không biết là cái thuở ấu thơ của cô như thế nào? Cô sanh đẻ ở gia đình rồi, ông già cha cô đưa về Thủ Đức, cái lúc mà cô lớn lên là ở nhà thờ Thủ Đức gần chợ Sài Gòn, gần chợ Thủ Đức đó. Cách chợ Thủ Đức là chắc có mấy chục thước thôi. Thì cô lớn lên trong nhà thờ Thủ Đức, cô là đạo Công giáo. Cô đồng nhi hát của nhà thờ Thủ Đức. Hồi xưa là mấy người trẻ trẻ 10, 12 tuổi đi hát ở trong nhà thờ kia mà đồng nhi hát, chứ không phải là ca đoàn. Tại nên cô đồng nhi hát của nhà thờ Thủ Đức. Đó là cái duyên đó. Rồi cô học xong tiểu học thì cô tới trung học, học ở dưới Sài Gòn là trường Đông Tây Học Đường. Đông Tây Học Đường. Hồi đó là có bà Mai Hân cũng học cái đó. Nhưng mà khác lớp. Khác lớp, chắc AB gì đó khác lớp, nhưng mà cùng học trong Tây Học Đường. Cái trường đó về sau là của ông Lê Bá Châu, Lê Bá Khanh đó. Rồi cho mấy người Mỹ ta thuê là làm như xếp, như xôm dùm cái văn phòng của mấy tờ báo hay là viện trợ cho Mỹ gì chỗ đó đó. Thì cái lúc mà bãi trường cái mùa hè đó, cô đứng trước cửa nhà thờ cô chơi, có người bạn đứng bán nước đá đứng chơi tại nhà cô trong đó mà. Ra đó thì đứng chơi thì có mấy cái ông mà trong cái ban tâm lý chiến bên kia đường. Cái thấy thấy cô mà lúc trước bên đó có hai chị ca sĩ nữ của tâm lý chiến. Cô không nhớ một chị kia, nhưng mà cái chị tên là Mỹ Lệ là cái kỳ đó là chỉ vắng mặt. Rồi bữa tối đó họ trình diễn ở trong cái trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức. Thì cô đang đứng đó chơi vậy mà đang nghỉ hè đó, không có chuyện gì làm hết. Thì mấy ông nói tối nay tụi anh đi công tác ở trong trường bộ binh Thủ Đức, em muốn đi chơi không? Hồi đó chưa có cái tên Trúc Mai. Em muốn đi chơi không? Cái thì cô nói đi được không? Đi được. Mà hồi đó nhà nghèo, tại vì cô là đạo Công giáo, thành là đi lễ hay gì cũng có áo dài. Lúc đó đi học nghèo lắm, có hai cái áo dài thôi. Cái tối đó là mặc áo dài đi ra đường chứ không có bận đồ cục, còn đi đi học thì mặc sơ mi cục tay vậy nè, áo tay phồng, rồi một cái quần trắng vậy thôi là đi học đó. Thưa cô, con lần trước được nghe cô chia sẻ là hình như hầu như các ca sĩ của cuối thập niên 50 đều xuất phát từ những ban tâm lý chiến phải không cô? Đúng vậy. Hồi đó là tụi cô
từ ở trong cái nhà thờ cô có cái giọng hát nhưng mà nhịp nhàng chưa biết. À. Thì sau cái bữa cô đi văn nghệ với mấy ông đó, thì vô đó cái ông đó ông hỏi chứ em muốn hát chơi, nói em đâu có biết hát gì. Ừ. Thì ông nói bây giờ anh đứng đằng sau hỏi muốn hát bản gì. Yeah. Mà cô cũng lì lắm nha. À. Cái đó phải dùng cái chữ là dạng đó nha. Dạng chứ mấy dạng lắm. Đứng đằng sau anh đếm 1, 2, 3, 4 rồi em vô nha. À. Hỏi hát bản gì, cô hát cái bài mộng mộng lành của ông Hoàng Trọng. Ừ. Rồi ông đứng đằng sau ông đếm 1, 2, 3, 4, 5 rồi vô. Mà không biết sao nữa, hỏi lấy tên gì. Thì cô bãi trường đó, cô có cái cuốn sách vậy nè, dùng cái chữ là lưu bút ngày xanh. Được. Bạn nào chia tay đi về là viết một lời ngắn đằng tiễn biệt hay gì. Thì cô lấy cái tên là Trúc Mai. Cô tự lấy? Cô tự lấy thôi. À. Rồi cái thì cái lúc mà cái anh hỏi giờ em muốn lấy tên gì, cô nghĩ là lấy tên Trúc Mai. À. Ngày hôm sau ở ngoài chợ Thủ Đức, bạn tiểu học của cô ngoài đó đông lắm. À. Ê, hôm qua mày đi hát là kia kia nọ là Trúc Mai. À. Rồi cô vẫn còn ở ngoài đó chơi chừng một thời gian ngắn, chắc chừng nửa tháng sau lại cũng mấy anh mấy chị bên cái tâm lý chiến đó, là cô nhớ hồi đó là sư đoàn khinh chiến 13. Ừ. Cái rồi cái thời của Tây còn lại. Dạ. Nói chứ bây giờ ở trong đó cái chị Mỹ Lệ kỳ trước đó, bây giờ chắc bả đi lấy chồng hay sao, chỗ đó trống em muốn vô làm không? Ừ. Cái cô nói làm được không, vô được. Mà hồi đó là vô trong đó, đó được lãnh một tháng 1.800. Yeah. Cô đang đi học, cô bỏ học liền. Ừ. Được tháng 1.800 mà nhà. Yeah. Nghèo thấy 1.800 thì vô đi hát liền, khỏi đi. Thành ra cái bước đầu tâm lý chiến của cô, rồi cô xong sư đoàn kinh chiến 13, cái đó rã, cái cô đi xuống với bạn giới thiệu, mấy anh giới thiệu, cô xuống pháo binh. Ừ. Pháo binh đó, trong cái thời gian mà cô hát pháo binh có cái chị đó là em của nữ danh ca Mộc Lan. Ừ. Chị cũng tâm lý chiến trong cái chỗ đó với cô. Yeah. Thời gian cũng bảo đi lấy chồng, nhưng mà thời gian cô ở đó là cô nhớ không làm cô Bích Chiêu. Mm. Với lại cô Thanh Túy hình. Yeah. Như là Thiết Giáp cũng tâm lý chiến. Mm. Đó. À, cô Kim Vui với lại cô Minh Tuyết là chị của hai con mèo đó. Yeah. Minh Tuyết lớn đó, là công binh. Công binh, wow. Kim Vui với lại Minh Tuyết công binh. Yeah. Rồi Lệ Thu chứ. Ừ. Lại Tuyết Hương. Yeah. Quân Y hay Quân Nhu gì cô quên rồi. Ừ. Hình như là Quân Nhu chứ không phải. Ừ. Quân Y Quân Nhu. Yeah. Là tụi cô hồi đó là tâm lý chiến hết, đi công tác cô mới gặp Tuyết Hương, mà Tuyết. À. Hương cũng dễ thương. Tuyết Hương là người dạy cô nhảy cha cha đầu tiên đó. Oh yeah, biết nhảy đầm là từ cô Tuyết bà Hương. Bà biết, bà đi vũ hay sao đó. À. Bà nhảy hay lắm. Yeah. Thành ra bà dạy cô nhảy cha cha, tức. À. Cười vậy đó. Rồi cái gặp Tuyết Hương mới nói, ê về thường thường đi công tác vậy là bao nhiêu cái tâm lý chiến, chắc gặp một cái đêm đó, ê chỗ bên quân khu Thủ Đô bị đương cần đó, bộ muốn chạy qua đó không? Yeah. Mà bên pháo binh ít đi công tác lắm. Ừ. Còn bên quân khu Thủ Đô là công tác nhiều, thì qua bên đó thì được 2.300. Yeah. Bên này có 1.800. 1.800 thôi. 2.300. Ừ. Bên này 1.800 tháng được 4.000. Wow. Chạy hai bên. Mà cô đi qua luôn, mà bên quân khu Thủ Đô mà đi công tác đông vui. Có đàn anh, có anh Châu Kỳ. Ừ. Có anh Phi Thoàn. Wow. Có khả năng là. Okay. Mấy ông băng kịch đó. Yeah. Rồi bên nữ ca sĩ đó thì có cô. Yeah. Có cô Tuyết Hương. Cô Tuyết Hương. Cô một cô tên cô Lệ Hoa với một cái cô gì nữa mà cô vân vân cô không nhớ tên. Yeah. And cô Túy Hồng. Cô. À. Túy Hồng hát ít lắm. Yeah. Hát ít lắm. Lúc đó là trong quân khu Thủ Đô rồi. Quân khu Thủ Đô. Yeah. Anh Lam Phương là quân dịch, về đó đang làm việc. Quân dịch một tháng chỉ có 120 thôi, về đó là đang làm việc thế. À, đi lính đó. À là về ngay chỗ quân khu Thủ Đô đó. Dạ. Yeah. Vậy hồi là đó hai người đó chưa cưới nhau. À, chưa cưới nhau. Chưa cưới nhau. Dạ. Yeah. Nhưng mà cùng làm trong một cái trong ban, cái ban tâm lý chiến, ban văn nghệ, dùng cái chữ ban văn nghệ. Ban văn nghệ của quân khu Thủ Đô. Dạ. Yeah. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương thì con thấy cô thâu rất nhiều bài của nhạc sĩ Lam Phương. 7-8 bài. Dạ. Yeah. Mà riêng với cái nhân Jimmy thì rất là yêu thích bài Nhạc Rừng Khuya. Bài đó dễ thương. Bài dễ thương. Dạ. Nghe cái bài đó mình thấy yêu nước, yêu Việt Nam Cộng Hòa. Dạ đúng. Suối đánh nhau đó. Dạ. Cái bài đó là suối đánh nhau đó. Dạ, như là chiến sĩ nghe hay có à, suối đánh nhau mình là hận thù gì trong đó có nhiều hận thù lắm. Nhạc đêm tàn hoa cùng ngàn cây trầm lá, nhạc reo buôn hoa cùng đường tơ rừng vang, sương trời kia rơi khắp đó đây rừng ơi. Cắm hơn ngày nào thu lan tràn khắp, rừng hoang thu ngày nào rạng sang tàn phá, câu đào rơi thay phơi khắp trong rừng chiều. Kia hồn ai đây chất yêu dấu thu lan đem ngắm nhìn cho rừng hoang. Về cùng ta vui đêm nay cùng sống say sưa bên khúc nhạc.
real flavor. Red Boat ist aromatisch und dabei mild. Red Boat là truyền thống. We invited food professionals and food lovers from around the world to join us at our family table. Turns out, they had a lot to say. Indescribable. Purity. Umami. Red Boat is family. This is the test of Vietnam. Con thấy hầu như những cái bài mà mang tiết điệu nhanh vào thời điểm đó như Cha Cha hay Mambo hay Đường Giao cho cô phải không? Cô thầu hết á. Cho tới cách chừng 70 mấy thì mới có cô Karen Kim mới xuất hiện chứ. Nhạc gì mà mau là cô thầu hết. Twist nữa. Twist luôn gì nãy. Bài gì nãy? Ngày em đến dễ sợ. Con nghe cái bạn đó cô thầu dĩ nhựa đúng thầu không cô? Dĩ nhựa. Mà con thấy có những cái giọng nam bè là ai vậy cô nhớ không? Hồi đó là có ba anh đó. Dạ. Là mấy người mà chuyên làm ở trên đài phát thanh. Dạ. Đài phát thanh Sài Gòn là mấy ông cái lỗ tai hay lắm. Ừ. Thành ra khi mà trước đó là cô nghe nhiều nhạc ngoại quốc, cô thấy nhạc ngoại quốc có nhiều giọng bè hay. Ừ. Thành ra cô đã hát một lần cái bài Chỉ Có Tình Yêu của nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết rồi. Dạ. Cũng chọn cho cô mấy bài là cô muốn giống như cái bài Only You của The Blader Sack đó. Yeah. Thì có ba giọng nam phụ họa là ông Hồng Phúc, Trần Ngọc là ông Tuấn Khanh đó, yeah, với là Thanh Sơn, ba thầy đó. Yeah. Hát bè hay bè, mấy cái lỗ tai mấy ông hay lắm hát bè. Mà cô hồi đó cô xí xọn, mấy bà kia đâu có chịu mà nó bè bè phải không? Mấy bà xưa đó, không, mình cô đòi phải có bè. Yeah. Và sau này khi thời 70 cô cũng hát bài một cái bài mà có ba ông bè phía sau mà đồng xanh hả cô? Hay là bài cô không có hát bài đó. Dona Tiếc Thương. Dịch tiếng Việt là Tiếc Thương. Là bạn mày ba đánh. Nhạc mây trắng chơi luôn đó. Đúng cô, rồi. Cô cũng cô xí xọn lắm. Cô đòi hỏi mà chắc cái lúc đó chắc mình cũng có khán giả. Yeah. Thành ra ông Ngọc Chánh cũng chiều. Cô muốn là nói anh cho Trúc Mai hát cái này với lại ban Mây Trắng. Yeah. Mây Trắng chơi trên truyền hình lúc đó là hát bài Đồng Xanh với lại bài Tiếc Thương đó, cô thích quá. Yeah. Trúc Mai muốn cái bài Tiếc Thương. Bưng nguyên ban nhạc Mây Trắng vô, bữa đó là ban nhạc có sách trên ngồi chơi đó. Wow, là để hát bè cho cô cái bài hát Dona Dona là đó. mấy ông Mây Trắng luôn. Mây Trắng luôn. Thưa cô, nhắc đến cô thì vào năm ngoái 2019 á, con có dịp về Sài Gòn, con có thăm được nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì ông cũng trên show cũng nhắc về cô. Thì con biết cô với ông cũng có một cái giao tình, xin cô cho khán giả được biết. Ồ, coi như là có ai nói là giống như tình huynh muội đó. Bạn mà bạn rất thân, cô có hai người bạn đàn ông, ví dụ như chữ bạn đàn ông chứ không phải là bạn trai. Bạn đàn ông là cái lúc mà 75 chạy qua đây rồi, cô
ngủ thức dậy cô thấy nước mắt cô còn ướt đó, là cô nhớ hai người bạn là mà cứ nhắc phải bỏ Sài Gòn đi đi, tại cô đi 75 mà cô có nhắc với lại Mạc Thế Nhân đi đi. Mạc Thế Nhân vợ con 8 đứa con mà Hải Quân không biết sao không đi. Cô chỉ nói sơ sơ chứ cô đâu có biết là mình có quyền để đưa ai đi, cô chỉ nhắc là phải đi. Rồi người bạn thân rất thân với cô mà rất là dễ thương, Trường Duy, ca sĩ Trường Duy, Tâm Lý Chiến, chứ không phải là cái ông Trường Duy về sau này là trong AVT, không phải. Nó đắt quên, không phải. Dạ. Mà ông Trường Duy hình như mới mất đây. Mới mất đó. Dạ. Thì cũng là một người bạn của cô. Bạn rất thân á, dễ thương á. Dạ. Chúng ta nhớ về ông một ca sĩ của ban Tâm Lý Chiến ngày xưa. Còn đối với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì bây giờ ông vẫn còn ở Sài Gòn. Sức khỏe của ông thì cũng không khỏe khoang cho lắm. Nhưng mà chúng ta cũng gửi cho ông một lời cầu nguyện để ông mau khỏe lại cô ha. Con thấy là ông viết cho tặng cô nhiều bài vậy, tương tư 4, tương tư 3. Thì chắc coi như là cái duyên làm bạn văn nghệ sĩ thành cái đó cũng làm cho cô hãnh diện lắm đó. Hãnh diện phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cô còn một người nữa mà cũng tặng cho cô nhạc mà cô không biết là người ta có thích riêng cô hay không. Đó là nhạc sĩ Dũng Chinh. Ồ vậy hả cô? Dạ. Thì là cô có hai người tặng nhạc cho cô là cái bản, ổng viết cái bản Lời Tạ Từ. Jimmy biết là bài đó không? Dạ cháu rất là thích bài đó. Đó, bài Lời Tạ Từ. Thì ổng viết bài đó là sau Những Đồi Hoa Sim. Dạ. Mà sau đó, trong thời gian đó thì cô hát ở trên lầu Bồng Lai. Cô ở Thủ Đức, cô xuống hát trên lầu Bồng Lai trước, rồi mới băng qua cái đường Nguyễn Trung Trực, là bên đây là Quốc Tế. Thì cô nhớ vậy đó, là trời mưa. Thì cái người bạn mà bữa đó là Dũng Chinh tới, mà hồi xưa tụi cô là được một những bản nhạc mà original đó. Là quay Romeo đi trước, chưa có bán cho cái ông kia mà để in ra cái một bản nhạc giấy. Một quay Romeo này, ổng bước tới, Dũng Chinh lúc đó 20 mấy tuổi còn trẻ mà là thiếu úy. Nói tặng cho Trúc Mai bài này, hát bài này nha. Thì cô nói cô đưa cho ông Ngọc Chánh, sau đó là cô thâu ông đó. Nhưng mà có một người bạn cũng nhạc sĩ, chắc thường thường tối mấy ông nó ưa ngồi chơi với Kim Sơn đó. Nói Dũng Chinh vì Trúc Mai mà viết cái bản này là không phải vì yêu cô. Là có những bữa mà cô trời mưa, cô trên lầu Bồng Lai, cô đi xuống thì cô mặc một bộ áo dài trắng, quần trắng, áo dài trắng, thường thường vẫn phải mặc một bộ chứ mà không có quần khác màu cũng được, một bộ. Thì trời mưa cô bước qua bên Quốc Tế. Thì cô sắn cái quần lên sợ nước ướt. Thì Dũng Chinh nó thấy cái hình ảnh nó đẹp quá, viết cái bản nhạc này cho Trúc Mai. Cô không biết là ổng có yêu cô hay không, nhưng mà cô đoán đấy, chắc ổng có một người bạn gái. Rồi nhìn thấy cái hình ảnh đó của cô, người bạn nói, Dũng Chinh nói là thấy Trúc Mai sắn cái áo dài đi qua đi, dễ thương quá, nói vậy đó. Hồi đó cô mới 33 kg, ổng nhắc nhỏ xíu chứ không có bự như bây giờ đâu. Thành ra chắc ai thấy cũng thấy tội nghiệp nó gầy gầy. Nhớ chẳng là lúc em đến trong màu trắng, hối tiếc bên một người gái trong mộng ước nát vỡ tan giọng hát, biết em vui đường nào mà để giờ đây nặng nề âm thầm bước đi trên lối về ngập đầy. Một bài thơ còn chép nơi trang giấy lời như trách, ngó về sao vắng giữa lúc trời đêm không trăng. Với những người làm neo thường hay gần với những hóa chất, quý vị nên quan tâm tới việc bổ gan thải độc bằng chai bổ gan Super Liver, chai số 9 của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, gồm tổng hợp nhiều loại dược thảo, vitamin và khoáng chất cần thiết để bồi bổ cho gan. Quý vị có âu lo về vấn đề sức khỏe, hãy gọi cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung để được tham khảo. Điện thoại 714-775-2026, 775-2026. Thành ra viết cái bản nhạc thì coi như là cô có Mạc Thế Nhân viết nhạc cho cô, rồi Dũng Chinh một cái bản nhạc hãnh diện ha. Đúng rồi, nhắc đến những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân mà được biết là ông viết cho cô hay là nhạc sĩ Dũng Chinh với Lời Tạ Từ thì cái hình ảnh nó lại càng đẹp hơn. Thì nhắc đến những kỷ niệm xưa thì Jimmy có cái bức ảnh này rất là quý, xin thưa với tất cả quý vị, đó hình ảnh cô Trúc Mai. Quý vị thấy cô ngày xưa rất là fashion, áo dài rồi tóc thì bới lên cao chứ không có xõa như là mọi người. Trần Công Luận có cái hình này bỏ trong cái sách mà
hình như số 2, số 3 gì. Dạ, đúng rồi. Sài Gòn chuyện đời của phố. Dạ, bên Việt Nam họ in sách nó đẹp hơn mình bên này. Dạ, có cái hình này của cô trên Sài Gòn chuyện đời của phố. Dạ, xem như lúc nãy Jimmy có nói mà không phải là những lời điêu ngoa đâu. Đúng là người đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Bên cạnh đó thì trong một lần Jimmy được nhạc sĩ Mạc Thế Nhân gửi cho cái ảnh này cũng quý lắm. Ông còn giữ hình ảnh của cô Trúc Mai. Đây là hình cô Trúc Mai trước 75 rồi kính thưa quý vị. Lúc này chắc cô mới đi hát quá hả? Không, không chắc, không hát lâu rồi. Hello hả? Ô, thì nhìn thấy rất là baby face. Tóc dài đó. Đúng hồi rồi. Đó cô tóc dài. Dạ, đúng rồi. Cái này cũng tóc dài, tóc mới dài bới, mà bới lên. Bới lên. Dạ. Đây là những hình ảnh của cô Trúc Mai trước năm 75. Mà nhắc đến cô đó thì lần trước thì được nghe cô chia sẻ về hãng dĩa Sóng Nhạc Asia. Nhắc đến hãng dĩa đó thì cô có những cái kỷ niệm nào để nhắc về ông Nguyễn Tất Oanh? Cô thì nhắc lại thì ông Nguyễn Tất Oanh, ông rất là dễ thương. Dạ. Mà tụi cô là ca sĩ độc quyền, cô cô Thanh Thúy, cô Minh Hiếu, cô Phương Dung, còn ai nữa thì cô không biết. Nhưng mà cái thời mà cô hát cùng với lại cô Lệ Thu rồi đó, lúc đó tụi cô còn con nít lắm. Cô với cô Lệ Thu đi lên cái lúc mà cô hát ở Tâm Lý Chiến quân khu thủ đô, không biết là sao somehow lại gặp Lệ Thu. Hai đứa nắm tay mặc hai cái áo dài trắng giống như hai đứa học trò mà đã đi hát rồi. Hát Tâm Lý Chiến đi vô xin cái phòng trà Trúc Lâm là của ông Mạnh Phát mà chồng của bà Minh Diệu đó. Thì ông thấy hai đứa nít giống học trò nhà quê không muốn. Trúc Lâm trà thất đó. Trúc Lâm trà thất. Yeah. Cô có cái tật mai nhát chút xíu. Ghét ông về sao không có hát nhạc không? Giận luôn. Ghét không hát nhạc. Chơi xấu không? Mấy hồi đó mà nâng đỡ mình chắc mình cuộc đời ca hát đi ngắn chút xíu không? Shortcut chút xíu nào. Hai đứa bị từ chối nhưng mà sao đó cô lên cô hát bồng lai, Lệ Thu cũng hát bồng lai. Nhưng mà Lệ Thu thì thường vắng mặt, thành ra không có theo đuổi giống tụi cô. Cho mãi tới cái lúc mà Sài Gòn rộ lên nhiều phòng trà, nhiều đăng sinh, cái đường từ Anh Vũ, từ cái nguyên cái đường Bona là có Kim Điệp, rồi có Olympia. Thì cô đã lên đăng sinh của Đại Nam rồi. Từ cái đầu tiên chinh là Văn Cảnh sát với lại Cinema Đại Nam. Cái đó là cái bước đầu tiên của cô đó. Ở chỗ đó hồi đó cũng đông lắm, có ông Việt Ấn, có ông Hùng Cường, có Kim Chi, có Thanh Thúy, Thu Hương, Thùy Hương, ba bà đó ngồi trong góc bên kia. Còn tụi cô ngoài này là có cô Tuyết Mai, vợ trước của ông Duy Khánh luôn. Cô Tuyết Mai. Mà cái phòng trà đó chỉ có tới 6 giờ, tới 9 giờ, sau 9 giờ trả về dancing. Mà không biết ông Hiền Lương lúc đó tiền đâu mà mướn đông quá trời luôn. Cũng như đó là cái bước khởi đầu của cô. Mà lúc đó chị hát phòng trà thì chưa thâu dĩa. Chưa thâu dĩa. Rồi từ đâu mà ông Sống Nhạc? Rồi ông... chắc cô hát một thời gian. Phải nhắc lại cái chị cô hát ở chỗ Văn Cảnh một thời gian ngắn. Đỡ rồi thì cô Kim Chi đi vắng. Cô mới nhờ cô lên hát thế giùm cô trên Đại Nam. Hát chừng... chắc chừng một cái tuần đầu đó, phải dùng cái chữ là hồi đó hát trên sân khấu thì mấy ông muốn đờn rồi mình muốn kéo cỡ nào cũng tự do, nhưng mà lên hát trên Đại Nam hát với thầy Lê Văn Thiện, ban nhạc nó cũng rất dễ sợ lắm. Mà cô là người cùng bản xứ với là ông Lê Văn Thiện. Cô học một lớp với em gái của ông cũng tên Mai, thành ra khi mà nhắc lại cùng bản xứ mà ông Thiện dễ thương. Ông không có rầy, cũng không có làm khó mình lúc mình hát rớt nhịp cái tuần đầu mà cô hát ở trên Đại Nam. Sau khi cô Kim Chi cổ không có hát nữa thì ở Đại Nam giữ cô lại hát luôn. Cái tuần đầu khi mà nhạc mà dancing đánh là cô chới giới một tuần đầu. Tại vì họ hát họ đờn cho mấy người nhảy đầm chứ không phải đờn cho ca sĩ hát. Không phải mình muốn ẹo kiểu nào, mình muốn rị kiểu nào mình rị ra. Nhưng mà ông không có rầy. Cái cô thấy gì cô bị mắc cỡ. Cô ráng coi như là một tuần đầu giật lộn thôi, tuần sau là ok rồi. Sao là cô vô nhịp rồi. Không phải, nghĩa là trúng nhịp chứ không trúng có trật, còn sao lọt lên nó được. Nhưng mà cái là mình kéo dài quá, bên kia giống như hồi đánh mau, giống hát không kịp thở vậy. Nhưng mà sau đó dắp quen rồi. Nhưng mà ở trên đó cô Khánh Ly có kể chuyện hồi đó cô có lên trên đó. Đúng rồi. Mà cô đưa bản nhạc gì ông Thiện không cho cho hát. Hồi đó hát đăng sinh nó phần nhiều hơn chơi nhạc ngoại quốc. Đúng. Nhạc Việt Nam rất ít. Một đêm đó chắc tụi cô chắc ngồi giống như coi như cái bình bông của cái dancing vậy thôi. Hát ít lắm. Hát bài hai bài thôi. Hát có hai ba bài thôi. Mà hồi đó là hát một tiếng. Nhưng mà sau đó cô thấy vậy cô chuyển hướng, cô hát nhiều nhạc Pháp. Thành ra trong cái chương trình mà hát dancing cô hát nhiều.
Yeah. Chứ mà không, nếu mà ôm mấy cái bài Việt Nam là ngồi cứng thôi, không có bài hát. Đúng rồi. À, cho nên cái thưa quý vị thấy là cô Trúc Mai bên cạnh là khán thính giả thần tượng cô, thì cả những ca sĩ trong giới cũng thần tượng cô. Như là cô Khánh Ly lúc nào, cô cũng khi được phỏng vấn, cô cũng nhắc đến cô Trúc Mai, cô Kim Chi là những cái hình ảnh đẹp mà cô theo từ lúc mà cô mới bắt đầu đi hát. Thì đó là một trong những cái điều mà hôm nay Jimmy cũng muốn giới thiệu đến với tất cả quý vị và nhắc lại những kỷ niệm thật là đẹp đó. À, lúc nãy cô cháu mình đang nói dở dang về hạn chế sóng nhạc đó, thì Jimmy còn giữ một cái dĩa nhựa 45 dòng trước 75. Đó là cái dĩa mà cô thâu bài Hàng Mặt Tử. Để xem như có gọi đây là cái dĩa đầu tiên cô thâu không? Hay là trước đó cô đã thâu? Trước đó cô có thâu cho Việt Nam, nhưng mà lúc về sóng nhạc là cô hát chắc cũng một thời gian thường thường giống như kêu bằng văn ôn võ luyện hát riết rồi cái giọng mình nó khá hơn. Thì có một bữa đó thầy Nguyễn Tất Quanh lên trên Đại Nam mới mời cô về là cái công trắc độc quyền, nhưng mà trước đó cô có hát cho hãng dĩa Việt Nam, cô hát những dĩa Việt Nam hình như cái bài Chàng Là Ai, có cái bài gì của ông Võ Đức gì mà em của ông Võ Đức Thu, Võ Đức Tiết, Võ Đức gì quên rồi, hát cái bản gì cùng một kiếp hoa hả, không phải thương thương các anh hay là gì, thương anh hay gì cô quên. À, một cái bài của Võ Đức Hảo đúng không? Võ cô? Đức Hảo đúng. Có những người anh. Có những người anh cô không nhớ tên. Dạ, cô có hát những giọng người đó. Anh tôi cô, chưa biết tên đó. Đó là dạ. Cô hát giọng bên Việt Nam lúc đó chưa có ký contract với lại cô ông Nguyễn Tất Quân. Dạ. Khi mà ông qua bên Đại Nam cô hát đó thì ông mời xuống bàn ngồi nói chuyện. Thì cô nhận lời liền, nhưng mà hồi đó cô nghĩ là tiền bạc không có nhiều, nhưng mà mỗi một tháng được thâu hai bài. Mà hồi đó tụi cô được sướng lắm. Là bản nhạc coi như là nguyên thủy của nhạc sĩ cho, thì mấy cô hát cái lời dùng đó. Những lời đó lâu lâu chỉ có sửa anh với em chút xíu thôi. Cô cũng biết là khi mà một nhạc sĩ người ta sáng tác một bản nhạc coi như là nó tâm huyết của người ta. Cô không dám sửa một cái lời nào chỉ có anh với em, bởi vì mấy ổng đàn ông mà viết thành ra cô phải hát theo đó. Thành ra có một ca sĩ mà cô không nhắc tên, từ ở karaoke ra ăn khách lắm đó, thì hát cái bài Mai Anh Đi Rồi. Jimmy biết là nãy nói là Mai Anh Đi Rồi tác giả là ai vậy? Dạ, của nhạc sĩ Bằng Giang ạ. Bằng Giang. Cô thấy cái bài đó đó, cái người nhạc sĩ mà cô nói, ca sĩ mà cô nói đó, hát sửa lời và sửa nhạc của người ta luôn. Thành ra cô muốn nhắc lại những người mà các em, các người đi hát sau này, nếu mà muốn hát một cái bản nhạc, cũng thấy cũng tội nghiệp mấy người đó, không được nhìn thấy một cái bản nhạc gốc, toàn nghe qua một cái cassette hay gì, nhiều khi nghe không rõ lời. Nhưng mà cái đó thì có thể châm chế được, nhưng mà đừng có sửa nhịp. Nếu mà mấy em mà mấy cháu sau này mà thấy mình muốn sửa như vậy, thấy mình hay hơn cái tác giả, thì nên viết một bài riêng để mình hát, đừng hát nhạc của người ta. Vậy thôi. Bởi vì nếu đó, cô coi như là có thể là mấy ông Bằng Giang giờ đã mất rồi, mà cô hát cái bài đó cho tới bây giờ, coi như là cô đại diện cho ông, cô nói giùm cho ông là đừng có sửa lời, đừng có sửa nhạc của người ta. Nếu mình thấy mình hay hơn, mình đi sáng tác một bài để mình hát, đừng hát nhạc của người ta. Đồng ý không? Dạ đúng, rất là đồng ý cô. Nhưng mà riêng với nhạc sĩ Bằng Giang thì ông vẫn còn sống ở bên Atlanta. Vậy hả? Tuy là bây giờ hơi không được khỏe thôi. Nhưng mà chúng ta cũng một cái thông điệp gửi đến tất cả các bạn trẻ, những ca sĩ sau này muốn hát lại những cái bài hát nhạc vàng trước 75 đó, thì các bạn và cũng như tất cả các anh chị tìm lại cái tờ nhạc gốc, chúng ta hát đúng lời và đúng cái nhịp đó, để cho tác giả dù đã vui mất hay vẫn hả? Còn người ta vẫn vui lòng cô ha. Coi như là cái tâm huyết một đứa con tinh thần người ta. Mà mình sửa có nghĩa là mình không bằng lòng. Mình thấy cái đó không hay. Còn nếu mình thấy mình hay hơn, tự viết, đừng hát nhạc đúng không đó. Nhắc đến hạng dĩa sóng nhạc Asia đó cô, thì con thấy có ba thầy mà trụ ở cái hạng dĩa rất là nhiều, sáng tác rất nhiều bài, đó là ba thầy Lê Dinh, Minh Kỳ và anh Bằng. Jimmy đúng đó. Thì bữa nay cũng hai cô cháu mình nhắc lại, cũng như là vừa biết tin thầy Lê Dinh mới mất cách đây chừng nửa tháng phải không? Dạ đúng rồi cô. Coi như là cái nhóm mà Lê Minh Bằng giờ ổng đi sau cùng, ông Minh Kỳ thì mất trước lúc mà đi trong tù gì cộng rồi. Thì coi cái kỳ mà cô hát cho Asia, cái chương trình Lê Minh Bằng thì thầy Lê Dinh có qua. Lúc đó là shooting picture ở bên Houston. Có gặp. Thì cô có hát chung với cô Kim Loan và Kim Loan với lại Tuấn Vũ. Thì đó. Đối với nhạc sĩ Lê Dinh thì cô có những cái kỷ niệm hay có những bài hát nào mà cô đã thâu chưa? Cô hát cho ổng nhiều lắm. Cô nhớ cái hồi đó cô mới vừa ra Dancing thì cái kỳ đó hình như là đài phát thanh có một cái hội chợ nhỏ nhỏ về âm nhạc, đài phát thanh Sài Gòn. Thì cô không nhớ nằm cái góc
Hồng Thập Tự hay là Đinh Tiên Hoàng gì đó. Yeah. Cô vô trong đó gặp thầy Lê Vinh. À. Thầy Lê Vinh kêu cô qua đi thâu cho một cái bản nhạc mà trong cái dĩa mỏng mỏng thôi chứ không phải là dĩa thiệt. Bản nhạc Thương Về Xứ Thượng. Rất là hay, tango. Rồi sau đó cô mới thâu băng lại đó, cô mới lấy bài đó cô thâu. Yeah. Chứ hồi đó là ổng mới trút mai qua đi chơi, qua đây anh thâu cho một bài. Thì thâu cái bài Thương Về Xứ Thượng mà trong cái dĩa mỏng mỏng đó. Về yeah. nhà bỏ vô cái máy mà hai file, ba file gì đó cũng hát được đó. Yeah. Hình như là cái dĩa bự 33 tua. Mà tour. Mỏng lắm, không phải là cái dĩa mà người ta bán ở ngoài. Dạ yeah, đúng rồi. Thì xem như đó là cái bản đầu tiên mà cô thâu cung đi nhìn. Thâu chơi thôi đó, thâu chơi đó, thâu chơi. Sau đó cô thích thấy cái bản nhạc đó thì cô mới đi thâu ra ngoài đó. Mới thâu. Là thâu thâu băng chứ không có thâu dĩa về đó. Dạ. Yeah. Từ khi xa rừng núi cũ, chiều sương rơi lạnh thôi sao thấy lòng thương nhớ khi bóng chiều vương khói trên lưng đồi mịt mù. Còn đâu khi mình gối xuống rừng đêm khuya nằm im nghe, nghe gió lùa khe lá, nghe suối đồi vi vương, nghe đêm rừng hòa ca. Rừng ơi nhớ khi nào trời canh xuống đêm thâu, tai nghe gió biên cương về xa vắng. Đời chiến sĩ là đây, kề bám súng mòn vai, thương nhớ đêm dài, thương nhớ anh. À, bên cạnh đó thì con còn rất yêu thích bài Đường Về Khuya nữa. Đường Về Khuya thì cô hát cho trung tâm Trường Hải, hát băng rồi, hết dĩa rồi. Dạ. Rồi bên cạnh đó còn có bài Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, cũng vài bài con thâu trong Lê Vinh. À, đường gì đó, Duyên Tình Sơn Nữ. Duyên Tình Sơn Nữ. Và Cha Cha Chậm cô cũng hát bài đó. Dạ, yeah, dạ, yeah. Đó là những bài của nhạc sĩ Lê Vinh. À, trong nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng đó thì trước 75 cô có gặp các thầy không? Có dịp mà cô hồi lúc cô còn trẻ mới ra hát, cô giống như không có ăn nói dạng như bây giờ. Thí dụ mà thình lình gặp trong cái phòng mà để thâu dĩa, à, mấy ông vô nghe, à, thì cô chào cái rồi cô chạy mất tiêu, không có nói nhiều như bây giờ. Bây giờ cái bằng sống lâu lên lão làng hay làm tàn chút đó. À, chứ hồi đó không dám nói, gặp chào là chạy mất tiêu luôn. Mà cô thấy mấy thầy khó không hay là dễ thương? Không, mấy ông dễ thương, thì dễ thương. Dạ. Coi như là đàn anh mà như ông Văn Phụng, cô cũng không có dịp hát nhưng mà ông có làm hòa âm cho cô hát mấy bài. Đúng rồi. Hát dĩa. Nhưng mà cũng rất là dễ thương. Dạ. Dễ thương. Dạ. À, với nhạc sĩ Anh Bằng thì con thấy cô cũng thâu nhiều bài của ông. Thâu nhiều bài của ông lắm. Dạ. Mà ông rất là dễ thương. Dạ. Hát nhất là nhắc lại là thầy Lê Văn Thiện. Thí dụ như mà mình thâu băng. Dạ. Thâu băng thì vô nghe, hồi đó thâu với sách doanh mà hồi Sài Gòn là cái phòng phòng thu là 165 Bùi Hữu Nghĩa. À, hết dĩa rồi, dĩa là hết rồi. 165 Bùi Hữu Nghĩa mà thí dụ như một cái bản nhạc mà cô mấy ổng thầy Lê Văn Thiện vô đó là ban nhạc mình live đó là 7-8 người ngồi đó đó. Yeah. Thâu có 2 track thôi. À. Thí dụ chỗ nào mà ổng muốn chỉ mình thì ổng nhìn cái bản nhạc này. À. Mà không dòm cái mặt mình, dòm trên này nè. À. Chỗ này trúc mai, trúc mai. Chỗ này trúc mai hát gì mà dòm trên này nè. Dòm nhìn mặt mình. Mà hát trật cái gì không có rầy. Ok. Từ Dancing Đại Nam là không có rầy. Dễ thương quá cô hả? Dễ thương. Dạ. Yeah. Mà phải nói ông Lê Văn Thiện hòa âm thì là số 1 Việt Nam rồi. Ổng tài lắm đó, tài lắm. Ổng là một cái người mà gốc con nhà giàu. Ông già của thầy Lê Văn Thiện đó là còn thời xưa mấy người nhà giàu kêu bằng cậu không đó. Cha của cô kêu ông già của cổ của ông đó bằng cậu. Wow. Cậu Sáu, cậu Sáu Phước. Yeah. Thì có cái kỳ đó lễ nào ở nhà thờ Thủ Đức đó. Yeah. Thì thầy Lê Văn Thiện được đem cái đờn piano trước nhà thờ Thủ Đức mà để đờn để biểu diễn. Lúc đó cô còn nhỏ lắm, cô không biết là đờn bản gì luôn, cô còn nhỏ lắm mà nhớ là rất ưa, là nhớ là hâm mộ lắm. Mà còn nhỏ lắm. Yeah. Một mình ông biểu diễn cái đờn piano mà a cơ đó, cái về grand piano đó, grand piano trước nhà thờ Thủ Đức chắc. Wow. Kỳ đó là có lễ gì lớn của nhà thờ đó. Yeah. Mà lúc cô còn nhỏ lắm mà sở dĩ cô biết cái đó là tại vì cô chơi với đứa em gái gần như em gái áp út gì của anh. Dạ. Yeah. À, và cùng là đồng hương Thủ Đức. Đồng hương Thủ Đức luôn. Dạ. Yeah. Thưa cô, nhắc đến lúc nãy chúng ta đang nói về nhạc sĩ Anh Bằng đó thì con có nhớ một bài mà cô thâu, đó là Giấc Ngủ Cô Đơn của hai thầy Lê Vinh và Anh Bằng hợp soạn. Thì bài đó cô thâu từ hãng dĩa đó. Hãng dĩa. Và Jimmy phải coi thí dụ như
thường thường những bản nhạc nào mà từ cái dĩa 45 tua có nghĩa là bản đã đi trước cassette. Dạ đúng. Bởi vì cái lúc mà dĩa đó cassette chưa có. Cassette bắt đầu có là cô nghỉ hát 7-8 năm rồi cô đi đâu lòng vòng, cô đứng ở Sài Gòn cô gặp mấy người mới rủ cô hát trở lại là hát cho Ngọc Chánh là cái bài của anh Lam Phương Chiều Tàn. Trở lại để mà hát, chưa lên sân khấu, chưa lên truyền hình, trở lại cô vòng vòng, cô đứng chơi chỗ cái ông bán nhạc đó là ông Minh Phát, cái gốc của quốc tế bên này vòng lai nhìn qua, lúc cô nghỉ hát rồi cô nghỉ hát 5-6 năm đó. Cô nghỉ hát từ đầu năm 65 cho tới 72. Cô đi xuống cái vòng vòng, cô ở Thủ Đức mà cô đi ăn chơi với bạn ở Sài Gòn không à, còn ăn sáng hay gì cũng Sài Gòn, không có gì ở Thủ Đức hết á. Lấy xe hơi hả cô? Cô có tài xế. Khi nào mà đi mà tính đi chơi lâu thì cho tài xế nhà cô đi mình. Xuống rồi đi với lại cô Minh Tuyết, cô lái xe. Vậy đó. Thì đó ăn hàng hay gì đó xuống Sài Gòn không, không ăn gì Thủ Đức đó. Thì bài Giấc Ngủ Cô Đơn là một trong những, cô là một trong những ca sĩ thâu đầu tiên cô cái bài thâu đó. Cô thâu dĩa là thâu đầu tiên. Đầu tiên. Mà bài đó sau này được phát ra ngoài Bắc. Phát cái chương trình như Quê Mẹ hay gì đó. Có cái người bạn của cô làm trong cái đài đó nói. Thì có ông Chu Văn Lễ phải không? Dạ, ông nói cô hát bài đó coi như là xuất thần, không phải cho nhạc chiêu hồi. Mà cái đó là tâm tư của người vợ ở trong nhớ chồng đi ra để chiêu gọi, kêu gọi về, kêu gọi trở về. Wow. Hồi đó là chắc chiêu hồi khoảng sau cái 68. Sau cái 68 viết chiêu hồi. Đêm nhớ anh buồn, nghe mưa khóc bên mình. Nửa đêm nhớ anh, tôi thân mi khép mong manh. Ai ngỡ duyên mình bé vàng lá thắm xa cánh, chim đàn xa tổ tôi tình, người chờ người trong lúc tôi. Gọi anh giữa đêm, sầu thương tay đứt ruột mềm. Gọi anh giữa đêm, khổ đau như xé con tim. Nghe gió qua thêm, ngỡ ngàng chân bước đi tìm. Nghiêng mình qua cửa im lìm, trời lạnh lùng. Đó là một trong những cái bài hát thành công về mặt chiêu hồi mà sau này ra hải ngoại, ca khúc đó vẫn được rất nhiều ca sĩ hát. Đôi khi người ta quên luôn là cái bài đó dùng chiêu hồi. Bài đó coi như là sau này là bài ruột của cô Kim Loan. Kim Loan mà ngoại ô đình, căn nhà ngoại ô. Căn nhà ngoại ô. Đó, bài ruột của cô đó. Mà cô Trúc Mai là ca sĩ đầu tiên hát ca khúc đó và đã gây được cái xúc động trong những người nghe trước năm 75. Thưa cô, nhắc đến những ca sĩ đồng nghiệp của cô đó thì con thấy cô ưa nhắc cô Thanh Lan. Cô ca sĩ Thanh Lan rồi có Kim Chi nữa. Thì cô Thanh Lan lớn với cô có những kỷ niệm gì? Ôi tụi cô hồi cái lúc mà còn trẻ tối đi hát, cô Thanh Lan cô đẹp chứ cô hát yếu lắm. Hát yếu lắm. Mà tối hát xong á là kéo nhau đi ăn phở rồi với rạp hát Nam Việt chợ cũ đó. Nghĩa là toàn đi ăn hàng thôi chứ còn không có cô Thanh Lan có hát yếu lắm. Cô đẹp gái. Mà có bài ruột của cổ đó bây giờ cô mất rồi, cô mất mấy năm nay rồi. Bài ruột của cổ là cô hát bài Ghen. Mà có lên sân khấu Anh Vũ đẹp lắm, cổ là hoa hậu của nghệ sĩ đó. Dạ đúng. Cái cổ hát bài Ghen, cái cổ ra cái bắt câu đầu hỡi anh nhân tình béo của tôi ơi, nhân tình béo của tôi, của tôi ơi, rồi bắt cười xong bắt rớt nhịp luôn. Bà nhạc vô rồi, hình như lúc đó là bên Anh Vũ là Nguyễn Ánh Chính đờn channel đó. Ta có cười cứ vô cái loạt nhịp luôn. Rớt nhịp. Đó là bài Tuyết á. Không, hát bài đó Swing. Swing hả? Giống như bebop phải chậm hơn chút xíu. Mà tôi cười là
cười tình đẹp lắm. Yeah, đúng rồi. Anh tình béo của tôi ơi, đi cười 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 đó, cười với khán giả đó. Nhịp nhàng rất rất và điều dễ thương. Dạ. Mở một dấu ngoặc là cô Thanh Lan đây là cô Thanh Lan lớn trước cô Thanh Lan nhạc Pháp sau này. Mà cô Thanh Lan lớn thì sau qua bài hải ngoại thì có trung tâm băng nhạc Thanh Lan. Trung tâm Thanh Lan đúng rồi. Dạ. Và cô cũng đã thâu cho cô Thanh Lan nhiều băng ở đó. Dạ. Thưa cô, nhắc đến những ca sĩ bạn của cô thì còn phải nhắc đến cô Kim Chi rồi cô Thái Xuân nữa. Dạ. Kim Chi, Thái Xuân rồi Minh Tuyết. Minh Tuyết mất sau Kim Chi. Kim Chi mất hình như là đầu năm 2008. Dạ. Rồi sau đó là Minh Tuyết 2-3 ngày. Mà trở lại cái thời mà tụi cô hát độc quyền cho hãng Dĩa Sóng Nhạc. 2005 cô về Việt Nam, cô có tới thay thăm thầy Nguyễn Tất Oanh. Dạ. Mà lúc đó hình như ổng bị té, ổng không còn nhớ rõ, cô mới nhắc. Chào thầy, Trúc Mai đây thầy. Cái ổng cũng hình như ổng lơ ngơ. Trúc Mai là một trong những đứa hồi xưa mà ca sĩ độc quyền làm mấy ổng nhức đầu. Tụi cô tranh giành bài để mỗi tháng mình phải thâu dĩa hai bài đó. Rồi giành bài mấy ổng bị nhức đầu lắm. Tội nghiệp quá. Coi như là hồi đó ở bên đó thì hát hãng dĩa cô ít khi đi đại nhạc hội xa lắm. Tại vì cô hát nhiều dancing. Một đêm mà từ 8 giờ rưỡi cô có mặt đầu tiên ở vòng live, cô tới 1 giờ đêm là cái giờ cô phun hết trơn rồi. Thành ra ít có khi đi đại nhạc hội. Có lần bỏ đi đại nhạc hội thì nhờ cô Tuyết Hương lên Đại Nam hát thì mới về là bị ông Thiện rầy. Từ đó là sao cô không có bỏ đi nữa, nhưng mà trở lại rồi qua bên này mình nghĩ đó là qua bên này mà ca nhạc mà đi những cái show như vậy đó thì hồi đó là thầy Nguyễn Tất Văn chứa một đám ca sĩ tụi cô đã quậy rồi. Còn bây giờ bên này mà tổ chức một cái đại nhạc hội mà dẫn một đoàn ca sĩ đi, xin lỗi nha, giống dẫn một cái đám cướp đi, nó đòi hỏi nhiều, mệt lắm, mệt lắm. Dạ đúng rồi, mệt lắm. Mỗi một người một ý. Mà bên đây bây giờ thí dụ như tổ chức một cái đại nhạc hội vậy, dùng cái chữ đại nhạc hội xưa phải có nhiều tiết mục, ca vũ. Rồi vũ thì không có, thì phải có kịch hay là có hài hước. Nó đông lắm. Tốn tiền vé máy bay, chỗ ăn chỗ ở. Mà mỗi người đòi một kiểu ban nhạc, chủ bầu nhức đầu đó. Giống như chứa một đám cướp vậy đó. Mà họ cũng gồng mình ha, coi như là duyên. Duyên với nợ. Gồng mình á. Nhắc đến những lần thu âm của cô trước 75 ấy, thì con được biết cô là một trong những ca sĩ hát nhiều bài xuân rất là vui tươi. Chắc thể là vì tên cô là Trúc Mai cho nên cô thâu nhiều bài xuân vui. Không biết. Mà hồi đó những cái bài xuân là cái dạo đó cô nãy nói rồi. Cô thâu. Còn những cha cha là mấy ông thầy cứ đưa cô thôi, không có nói vậy. Không có ôm đưa vậy. Cha cha là đưa Trúc Mai vậy thôi. Như là bài Chúc Xuân của nhạc sĩ Thanh Sơn nè. Nhiều lắm. Bài nào cũng cha cha. Rồi bây giờ là có cái bài Dựng Một Mùa Hoa đó. Là bài đó của ông Phó Quốc Lân. Thì cô thâu, không biết thâu ở đâu. Chào Bình Minh đó. Chào, thì chương trình của Du Miên dùng cái bài đó làm indicative tiếp từ đầu cho tới cuối. Mà có để kế bên là để ca sĩ Trúc Mai. Dạ đúng rồi. Bài Dựng Một Mùa Hoa là Chào Bình Minh. Chào Bình Minh. Tại vì cái chương trình của ông Du Miên là cái show của ổng là thay vì bắt chước Mỹ là Good Morning America thì ổng là Chào Bình Minh. Thành nó dùng cái bài của cô lại có Chào Bình Minh. Mà mình cũng hãnh diện là tại vì nhạc Việt Nam, ca sĩ của trước 75 ở dưới phần nhiều như cô thấy như vậy. Đúng rồi. Có vẻ không lẽ mình kỳ thị, nhưng mà cái đó làm cho tụi cô cũng an ủi tinh thần. Cũng rất không phải kỳ thị, nhưng mà tất cả kỳ thị cũng ok. Kỳ thị đi. Chào đêm đó là những cái bài hát nhạc vui, nhạc nhanh mà cô đã thâu trước 75 đó cô. Vậy thì khi mà cô qua bên hải ngoại này là bằng cái cách nào, ai đưa cô đi? Cô không có bon chen. Mà cũng không có tìm đường để đi xuất ngoại hay gì á. Nhưng mà lúc đó là cô bạn của cô là cô Thái Xuân. Nhà cô ở bên Nhật á, ông chồng của cô hồi đó là pilot của cái hãng máy bay mà chuyên chở những cái đồ mà chiến tranh cho người Mỹ, hãng máy bay là War Airways. Đó. Đóng binh ở bên Japan.
mà cổ đi lên máy bay, cổ đi free, cổ đi về Sài Gòn, có khi cổ chở những cái càng cổ ghé qua bên Bangkok, chở càng xé mà càng xé của Bangkok nhỏ nhỏ vậy nè, yeah. Chở những nho, trời, những nhãn, có sầu riêng hồng giòn, không có sầu riêng Sài Gòn có, okay. Mà chở vậy nè, wow. Đó mà cổ về Sài Gòn nhiều hơn cô vô chợ lớn, thành ra cổ coi như hàng tháng cô về có khi hai lần, đó mà cô thì có xe hơi, yeah. Cô chở cô đi xuống rồi chở vô phi trường, yeah. Thì những ngày cuối cùng đó là cổ vô tháng 4 cổ ở Sài Gòn, cổ nằm, yeah, ở trong căn cứ của Mỹ, okay. Cổ đưa nhiều người đi lắm mà cô chưa chịu đi, thay vì cái chương trình của cô phải đi qua bên Canada, mà cô không đi cái đó, đi với lại mấy đứa con cô với lại người chồng trước của cô không đi cái đó, yeah. Giống như không có duyên mà chừng cái cô trở về nhà lại là một người bạn của cô là cô Linh Phương, yeah. Cuối cùng cô đi trước cô, cái cô dồn lại chết cha, bạn đi hết trơn rồi, yeah. Cô ham chơi, cô nói chết rồi, không còn ai chơi. Cái Thái Xuân nói xong giờ đi đi, thế là cô dẫn mấy đứa nhỏ đi. Đi theo cô Thái Xuân. Đi theo cô Thái Xuân. Cô có đi, đẩy cô lên máy bay. Okay. Đẩy mình cô đi với ba đứa con cô thôi. Dạ, yeah, mà khi cô qua là qua Cali. Không có, đâu có cô qua đó là cái bữa đó, cái chặng đầu đó, cô tưởng đâu là sẽ qua bên đảo Guam gặp người hồi lúc đó là cô đi theo tiếng gọi ái tình, nó trắng vậy, theo tiếng gọi ái tình. Không gặp. Yeah. Nó drop cô, cái máy bay nó drop cô cái chỗ căn cứ là của không quân, của hình như là hải quân gì là Subic B, yeah, của Mỹ, yeah, là để cho gần còn chạy về Sài Gòn để bóc nữa, yeah. Thành cô chớ giới cô lạc, nhưng mà ở đó mấy bữa đó thì cô trở vô lên máy bay để đi qua cái đảo Guam đó, yeah. Là đúng sáng ngày 30 tháng 4 thì cái ông đi chung với cô, không phải đi chung trong cái đoàn xe, yeah. Ông còn cái radio, ông nghe được Sài Gòn là biết Việt Cộng nó đang tông vô cái cửa Dinh Độc Lập, biết, yeah, lúc đó là cái ngày cô qua Guam đó là đúng là 30 tháng 4 đó. Dạ, là 75 30 tháng 4, 75. Dạ, rồi khi mà cô qua bên trong cô nước tới, Mỹ tới xe buýt B là 26 tay. 26 tay, rồi khi còn sớm nữa, còn, dạ, sớm. Khi cô qua bên này là như ở tư bang khác đúng không con? Cô ở Nebraska, Ashland, dạ, Nebraska, dạ, như theo tiếng gọi Ashland. Và sau đó như cô cũng đi hát đại nhạc hội cho cô Thúy Hồng. À, cô Thúy Hồng, yeah. Cô hay thiệt, bà đâu rồi, bà hay thiệt. Cô ở một cái chỗ mà kêu bằng đèo heo hút gió. Vậy mà bà tìm ra, à, bà tìm ra mà cô hay Sài Gòn. Cái thủ đức của cô nó nhỏ vậy đó. Mình nói, yeah, nó nhỏ vậy mà dân số cả 100,000, yeah, 100,000 người đó, yeah. Thành ra mình thấy đông người chừng qua chỗ cái Ashland cô ở đó. Cái dân số ngay chỗ cái dùng cái làng cô ở chính giữa hai cái thành phố lớn. Yeah. Omaha đó là capital của Nebraska. Yeah. Lincoln, Lincoln mới là capital, còn Omaha thành phố lớn nhưng mà là không phải là capital, Lincoln mới là capital. Yeah. Cô ở chính giữa vậy, nó nhỏ mà nó buồn lắm. Ừ. Sao ở đâu bà kiếm ra số điện thoại của cô? Wow, hay quá. Bà gọi cái cô mừng quá. À. Giờ đi mà có người đưa đón, biết chỗ mình mới bên này qua mà đâu có biết không sao dám đi đâu. Mừng quá đi gặp bạn mừng. Bà là người đầu tiên mời cô ra đó. Rồi, yeah, sau đó là bà mời được mấy show nữa. Mà tức cười đó, hồi đó hát ít tiền lắm. Mà mỗi lần trước khi hát đi là chồng với con phải nấu thức ăn Việt Nam cho để nhà cho mấy người đi ăn. Họ không chịu ăn đồ Mỹ. Mà trước khi cô đi hát cô bị mệt lắm, nấu nồi bự vậy nè. Cái chừng bữa sau chừng lên cái cô Tứ Hồng cô nói: "Thôi bà ơi, tôi hát mỗi lần tôi hát mệt mà tiền ít tôi không đi nữa bà." Ít mà không đi. Thế mà nói, bà cho thêm nữa. À. Cho thêm 20 thôi. Mà 20 1976 77 gì đó, yeah. 75 mới qua chưa hát, 76 mới hát đó. Okay. Tết 76 rồi hát đó. Cho 20 nữa đi. Sau đó đi với bà nhiều show đó, yeah. Đi lần lần xuống Houston, Louisiana. Đi với bà, yeah. Từ bao lâu cô mới dọn qua San Jose này? 1981. Cô dọn ở dưới Fresno một chút, yeah. 81 rồi ở đó 1 năm, yeah. Về đây thật tháng 8 1982 về San Jose luôn cho tới bây giờ. Yeah. Khi mà lên đây thì cô cũng đã cộng tác với bài Vũ Trường với khiêu với Đăng Sinh. Cô vừa về đây đó thì cô gặp Ngọc Chánh. À. Ngọc Chánh còn ở đường số 4. Dạ. Yeah. Cái tên là Maxim. Ừ. Mời hát trở lại. À. Đó. Cô thâu băng trong luôn. Thâu băng rồi với lại hát Đăng Sinh bữa tối thứ 6 với thứ 7. Dạ. Yeah. Mà cái nhà hàng nó vui lắm. Nằm ngay đường số 4 mà bây giờ dập mất rồi. Ban ngày đó thì có cái restaurant, cái ông chủ với bà chủ đó cũng tên Chánh luôn. Okay. Còn ban đêm thì ông Ngọc Chánh mình. À. Mà Vũ Trường hồi đó khi mà đánh vals ít, không có mấy ông thầy mà dạy nhảy đầm. Yeah. Thành ra ít người nhảy lắm. Mà hồi đó cũng một thời gian ngắn, lúc đó cũng có ban nhạc Lê Huy trên đó rồi. À, yeah. Có Lê Huy đó mà phòng trà thì chưa có. Yeah. Ông Ngọc Chánh sau đó thì cái chỗ đó bị cháy. Oh. Ông mới đi xuống vô Orange County là chỗ Ritz luôn á. Ritz, dạ. Yeah. Con thấy lúc mà ở trên đây thì cô có cộng tác. Trong ban nhạc có anh nhạc sĩ Lê Đức Cường.
No, bên đó là bên Quán Văn. Quán Văn, dạ. Yeah. Cũng ở San Jose này phải không? Đúng, San Jose, Quán Văn. Yeah. Cái đó là cô Mai, cô Thanh Mai. Dạ. Yeah. Cô hồi xưa là sinh viên chiến tranh chính trị hay gì đâu trên Đà Lạt đó. Dạ. Có thích văn nghệ. Có mở một cái quán văn nằm đường số 1 đó. Dạ. Bây giờ nhiều thay đổi, thành phố này cũng nhiều thay đổi. Tại cô ở đây từ 82 tới giờ là bao nhiêu năm vậy? Ba mấy năm ha? Dạ, 82 gần 40 năm rồi con. Gần 40 năm. Dạ. Thời ở hải ngoại thì con thấy 38 cô cũng... 38 năm rồi, 38 năm. Phát hành nhiều cuốn băng nhạc, con thấy có cuốn băng Trúc Mai Những Ngày Xưa Thương Ái nữa. Đó là cô tự thực hiện. Cô làm đầu tiên. Dạ. Yeah. Là cô về đây. Lê Trí, Lê Toàn từ Hawaii mới về, yeah, mới qua đây. Dạ. Yeah. Hồi bên Việt Nam đó là cô chơi hụi chung với má Lê Trí, Lê Toàn. Oh, yeah. Chơi hụi thôi. Chơi hụi. Bà hồi xưa là bố của Lê Toàn, xưa là đại tá. Yeah. Nhà ở trong tổng tham mưu. Yeah. Thì tụi cô có cái quen biết thành vô chơi hụi. Dạ. Yeah. Chừng tới qua đây rồi cũng không biết bà đó là bà cụ, là mẹ của Lê Trí, Lê Toàn. Yeah. Thì không biết đi hát ở đâu gặp, thì mấy người đó mới offer là bây giờ tụi em thâu băng cho chị đi. Cô chưa có thâu băng, tụi em có phòng thâu. Sài Gòn thì thâu nhiều quá rồi, thì qua đây thì cô tự phải làm mình chứ. Cô ở trên này dưới Santana hồi đó thì chắc 83, thì cái lúc ở dưới Tùng Giang hay mấy người thâu cũng không có studio đàng hoàng. Yeah. Ngồi trong bếp hay gì, cái đờn hay gì cô không biết, nhưng mà cho tới chắc 85, 86 gì đó. Có Mai Bốn Phương. Dạ. Yeah. Mai Bốn Phương ra nổi đình nổi đám lắm đó. Dạ đúng. Cái tại vì trước đó là cô Thanh Thúy với lại cô Khánh Ly ưa hát những cái bài Sài Gòn Vĩnh Biệt hay là Nhớ Thương hay cái gì đó. Dạ. Giống người ta ớn quá rồi. Mai Bốn Phương ra hát mà nhạc khiêu vũ 3 chiều, 4 chiều diễn biết. Mà thường thường á mấy ổng không có viết. Ông Lâm là ông bố của cái ban nhạc, nhạc rất ưa, là nghĩa là không có giống như thầy Lê Văn Thiệm, làm sao không có viết hòa âm, toàn copy những cái dĩa, những cái tép cũ đưa ra, có sao thôi vậy, đánh lại, có sao thôi vậy, thôi y chang của tay vậy, mà hay thiệt nha. Bán lúc đó là cô làm ban nhạc của cô bán có hình như là 5 đồng gì, bên đó bán 6 đồng rưỡi. Wow. Tại vì thâu 4 chiều người ta thích lắm. Đúng rồi. Cô nghe cái vang dội răng thích lắm. Yeah. Hồi đó là nói đình nói đám là mấy Bốn Phương đó. Yeah. Rồi ban nhạc của cô là ban Family Love. Family Love. Rồi còn Lê Toàn Sinh. Yeah. Tụi em làm cho chị cái băng này, thâu nhà yêu cầu chị để cái tên ban nhạc của tụi em ngoài bìa. Cô để luôn ngoài bìa. Đúng để Family Love. Không có thấy. Trong những cuốn băng của cô, thích nhất cái bài Gót Chinh Nhân đó. Gót Chinh Nhân. Hôm nay đi kia đường hoang phu, có hòa âm thật là hay. Có hòa, có bè luôn. Thấy đúng rồi. Cô hát là mấy thầy lại có bè. À, bài Gửi Về Anh hay gì cũng bè luôn, thấy không? Đúng. Cô thích vậy, cô thích phải có bè. Dạ, yeah, nó đầy cái bài đầy hát của ha. Dạ. Yeah. Mà nó sáng nữa, nghe nó sáng. Trong cái thời gian hải ngoại này thì con thấy cô có cộng tác với trung tâm Asia để thâu cuốn đầu tiên là cuốn Nhật Trường đó cô. Dạ, cái đó là đầu tiên của cô đối với Asia. Dạ. Yeah. Tại có một thời gian không biết ai nói với lại mấy người dưới đó là nói Trúc Mai như không ở đây, ở bên Đức hay gì. Oh, yeah. Chừng gặp cô nó ủa sao đâu đâu vậy, tưởng bên Đức, nơi Đức nào, ở đây với Đức nào. Mà cái dạo trước nữa đó. Yeah. Thì ông Ngọc Chánh về Rix rồi. Yeah. Trước khi Rix đó là có cái phòng trà gì mà ông Vô Thường mà đường tay trái đó. Ông làm furniture với một người nữa, mà lúc đó chỉ có 2 căn để phòng trà tên gì đó. Cô đã xuống với cô hát phòng trà cho mấy người đó rồi. Đúng rồi. Hồi đó ca sĩ ít lắm. Đúng rồi. Yeah. Cô xuống đó cô hát, rồi cô hát cho Dạ Lan. Chưa. Thâu băng thôi. Thâu băng là Dạ Lan thôi. Còn hát ở ngoài là Caravan. Caravan hồi đó Trúc Hồ mới tập tễnh thôi. Đó, Trúc Hồ mới qua Caravan.
Rồi sau đó ông Lê Bách Chư mới làm cái dancing champagne. Cô cũng xuống luôn. Yeah. Hồi ít ca sĩ lắm. Yeah, ít ca sĩ lắm. Chạy tới chạy luôn. Có tuần cô ở dưới hai tuần cô mới về lại San Jose. Yeah. Lúc đó là con gái út của cô nó nhỏ lắm. Tới cái lúc mà nó đi theo bố nó là cô rảnh. Yeah. Tại tụi cô share cái custody là phải chăm sóc em bé đó. Yeah. Tại cô rảnh cô xuống cô ở dưới hai tuần. Có khi ở nhà cô Thái Xuân. Ở đi vòng vòng cô lái xe xuống đi hát. Dạ. Giờ 5-6 năm nay con mắt còn yếu cô không lái xe, chứ mà lần cô lái xe đi một mình. Dạ. Thưa cô, nhắc đến cô và thế hệ ca sĩ cùng một thời với cô đó, xem như đây là những tài sản của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Hơn hẳn nha. Dạ, con chúng con phải công nhận điều đó. Bởi vì vậy bây giờ cô nhìn lại cái Sài Gòn của thời các cô đó, cô thấy cái Sài Gòn đó với Sài Gòn bây giờ nó có cái khác như thế nào? Hồi nãy cô có nói với lại Jonathan. Dạ. Thay vì lần đầu tiên cô trở lại Việt Nam là 1994, cô mới lên Đà Lạt. Thì lúc mà cô trở về Đà Lạt cũng có nhiều kỷ niệm, là trong lòng cô cũng nghĩ chắc lên Đà Lạt bữa nay thấy những kỷ niệm chắc khóc dữ lắm. Cô lên Đà Lạt trời chiều 3-4 giờ, hồi xưa mình sao mình thấy lạnh vậy, bữa đó lên nóng nha. Rồi đi ra cái hồ Xuân Hương thì nó đang bị mấy cái phân ghét gì đó người ta vớt lên hết để người ta xúc cái hồ. Cô thấy giống mấy kỷ niệm giờ mình không còn nữa. Thành ra sau này cô về cô không bao giờ đi thăm một cái gì bên Sài Gòn nữa. Cô, những cái gì mà trong trí nhớ của cô, cái kỷ niệm của cô giống như vậy nó không còn nữa. Cô không cần đi coi gì hết. Cô về cô chơi với lại bà chị dâu với mấy đứa cháu, ngồi một chỗ trong nhà mà không đi đâu. Nhưng mà mấy năm vừa rồi về đó, thì có cái thằng cháu rể sao nó ngoan đạo quá chừng luôn. Cô cũng Catholic mà cô không có ngoan như nó. Bữa nay đi thăm chỗ Đức Mẹ này, ngày mai đi thăm chỗ Đức Mẹ hiện chỗ kia. Cái năm ngoái cô về cô nói kỳ này không có thăm Đức Mẹ Đức Cha vậy đó, ngày cô ở nhà nha. Thì nó năn nỉ, nó nói thôi bữa nay cô đi La Mã Bến Tre đặng cho mẹ con đi với. Cô nói cô đi La Mã thiệt, tao đâu phải đi La Mã Bến Tre. Nó nói thôi cô, tội nghiệp mẹ con đây, tụi con ở đây đi La Mã Bến Tre chứ còn làm sao mà La Mã bên Roma được. Năm ngoái cô bị đi một cái La Mã Bến Tre. Nhưng mà cô cũng có dịp về thăm các thầy nhạc sĩ ha, ông Nguyễn Văn Đông rồi bên nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nữa. Thăm ông được năm trước rồi năm sau ông mất đó. Dạ. Cho nên đó là những kỷ niệm mà khó quên đối với cô. Con cảm ơn cô thật là nhiều đã góp mặt trong chương trình một lần nữa. Nói về cô mà nhắc lại ngày xưa thì chắc phải làm thêm một hai tập nữa mới hết. Thôi đủ rồi. Mong lại lần tới đó mời cô Thái Xuân ha với cô Kim Tuyến cùng lên nhắc lại kỷ niệm xưa. Ráng cô dụ cô Kim Tuyến không rài quá chừng mà bả vẫn chưa nhận lời đó. Dạ. Con ráng cô dụ tiếp thôi. Dạ. Cô cháu mình cùng nhau tiếp một tổ. Dụ quá chừng mà. Con nói trời ơi, mình bây giờ coi như là tài sản của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa rồi, coi để lưu trữ rồi đi. Đúng rồi. Cô nói em giờ em không xuất hiện bla bla bla. Dạ. Tôi nói thôi cô đổi đề tài. Cảm ơn Jimmy nha. Dạ, rồi cảm ơn nhiều để có dịp tâm sự đây, rồi để cho cô chào những khán giả thính giả của Jimmy luôn. Dạ. Là mấy quý vị ở bốn phương, những người mà đã từng nghe nhạc Trúc Mai hát hồi đài số 9, ưa hát nhà anh nhà em. Ôi, hồi đó một tuần cô xuất hiện ở trên TV chắc 2-3 lần, cứ nhà anh nhà em. Đúng rồi, nhà anh nhà em. Cứ nhà anh nhà em thôi. Hàng Mặc Tử. Ít khi hát truyền hình lắm. Dạ. Yeah. Nhưng bên cạnh đó con rất là yêu một bài đó là Đèn Đêm Phố Nhỏ. Đèn Đêm Phố Nhỏ. Của Tấn An và Hòa Linh đó. Mấy ông còn sống không? Dạ, dạ, mấy thầy mất hết rồi. Dạ. Nếu mà có nói chuyện với ông Bằng Giang nói, cô có nhắc là cái bài Mai Anh Đi Rồi của ông. Dạ, chắc chắn con sẽ nhắc. Con cảm ơn cô thật nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình Bước Chân Dĩ Vãng.